Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Các bạn có thể thấy được ngay bên cạnh tôi đây là một chiếc máy cắt cỏ đẩy tay. Dòng máy này thì không có tự hành các bạn nhá. Và đây là của thương hiệu Murray. Hàng này là hàng Nhật bãi, đã qua sử dụng nhưng mà tình trạng của nó còn khá là ok. Các bạn có thể thấy được ngay cả chúng tôi Điện Máy Bình Sơn để lựa những cái con máy mà Nhật bãi, chúng tôi cũng phải lựa rất kỹ những cái dòng máy nào chất lượng tốt, máy đẹp, nguyên bản và không bị mối mọt thì chúng tôi mới dám lấy về. Và các bạn yên tâm luôn, những cái dòng máy này về phần cơ kiếc các thứ của nó rất là ngon. Vì những cái dòng máy Nhật bãi đa phần là phần cơ cấu, chất liệu nguyên vẹn cấu tạo lên máy rất là ngon. Rồi xin mời quý vị các bạn đến gần với máy hơn để chúng ta có thể thấy được rõ hơn tình trạng vận hành của máy như nào. Tình trạng của máy như thế nào, liệu nó có ổn và phù hợp với nhu cầu quý vị các bạn hay không. Dòng này thì các bạn thấy nhá, nó là Murray sử dụng động cơ Great Sensation. Đây các bạn này, Great Sensation. Đó. Ốp giật này các bạn thấy không? Vỏ bằng sắt hết này, ốp giật này cũng bằng sắt này. Bầu e bằng sắt này, tất cả các chi tiết làm rất là chắc chắn luôn. Rất chắc chắn luôn. Đây các bạn thấy không? Murray. Murray này. Murray là cái hãng sản xuất, còn cái động cơ này là hãng Great Sensation. Động cơ Great Sensation là động cơ của Mỹ các bạn nhá. Đó. Các bạn thấy không? Murray. Lưỡi này thì đường kính 50. Đây các bạn thấy không? Sơn rất là đẹp luôn. Các cái bánh xe, bốn vị trí bánh xe đều có cái nấc chỉnh để các bạn điều chỉnh cái lưỡi cao hoặc thấp. Đây mình sẽ, con này thì rất đơn giản thôi nên là các bạn không ngại vấn đề hỏng hóc gì nhá. Đây con này lưỡi này các bạn thấy không? Lưỡi rất là to bản và đẹp. Ngay bên dưới các bạn nhìn này, nó vẫn còn rất là ok, không bị mối mọt gì cả. Các bạn nhìn thấy cái vị trí lốp xe này còn rất là ngon lành, cành đào luôn, nhựa nhớ không bị ải gì luôn. Nói chung là đối với những cái dòng máy bãi thì các bạn cứ mua máy, cứ máy đẹp mà mua thôi. Đấy. Cốt tiếc các thứ khắc chìm trên thân máy hết. Dòng này thì nó có vị trí cắt đẩy ra sau như này nha các bạn nhé. Đây anh em nhìn này. Nhưng mà cái túi thì đã mất rồi. Nếu mà các bạn muốn có một cái túi gom thì các bạn có thể chế một cái khung sắt bẻ vuông như thế này và lồng cái túi và thả một cái miếng nó nặng để nó giữ cái túi của các bạn phẳng trên cái bề mặt là ok thôi, không vấn đề gì cả. Rất dễ thôi. Đây, rất là kín nhá. Đây, lưỡi nó hơi khum một tí để nó có lực đẩy cái cỏ ra sau. Nếu là anh em nào mà muốn xả trực tiếp thì các bạn mở cửa này ra thì nó ra và nó xả trực tiếp xuống dưới này luôn. Con này sản xuất 2001, tình trạng nó quá đẹp, gần 20 năm rồi. Đây này anh em này. Đây, tháng 9 năm 2001. Đây year này, date này. À, 2001 này, em nhìn thấy không? Đó. Máy thì quá ngon lành cành đào rồi. Dòng này thì bao nhiêu năm về trước rồi. Đó, rất là ngon. Bình xăng này, sắt hết đủ. Nhìn như kiểu đồ Mỹ, kiểu anh em mà thấy những cái đồ quân dụng của Mỹ ngày xưa, nhìn cái gì nó dày chắc chắn. Lốc nước hợp kim hết, rất dày. Ôi, vận hành thì rất là đơn giản thôi. Nó chỉ có, đây các bạn thấy không? Cái công tắc này các bạn bóp vào và các bạn dập nổ thôi. Rất dễ luôn. Khi các bạn vận hành thì các bạn phải bơm xăng lên. Đây, có cái vú bơm ở bên cạnh này thôi. Great Sensation, con này thì quá đẹp. Kinh thật đấy, 2001 mà như này đẹp thật. Máy vẫn còn rất ok.
bạn thấy không? Máy vận hành siêu trâu bò luôn mà rất là nhỏ gọn luôn. Trọng lượng con này thì theo mình nghĩ này, xách tay này được thì nó rơi vào tầm, chắc mình nghĩ khoảng đầu đâu đó tầm 31 cân, quá là nhẹ, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể dễ dàng thao tác. Thì bình thường đối với những cái máy tự hành này các bạn thấy nó quá cồng kềnh và rất là ngại về vấn đề thao tác, thì con này nó có 31 cân, cực kỳ dễ dàng thao tác luôn. Rồi các bạn thấy chiếc máy này rất là ổn và phù hợp, mà giá nó chỉ ngang với một chiếc máy cắt cỏ đeo lưng hoặc đeo vai thôi, quá là hợp lý luôn. Đây là cái lợi thế mà khi các bạn mua những cái máy hàng Nhật bãi đã còn sử dụng. Rồi một lần nữa thì nếu các bạn thấy video hay, cùng like, subscribe kênh, đăng ký và chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất nhé. Con máy này thì các bạn lưu ý nhá, không có tự hành, chúng ta đẩy tay này đó, thì địa hình các bạn vụ khuôn viên nó nhỏ nhỏ thì sử dụng con này rất là hợp lý. Một lần nữa thì cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.